Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chúc mừng Lệ Nam, Hương Ly và các thí sinh chiến thắng loạt giải phụ Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Tối ngày 21 tháng 6, top 41 thí sinh nổi bật nhất của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 sẽ bước vào đêm thi bán kết, chủ nhân của chiếc vương miện quyền lực sắp lộ diện. Chặng đường đi tìm người kế nhiệm của Hoa hậu Khánh Vân đang bước vào những chặng đua quyết định. Sau hành trình dài của chương trình truyền hình thực tế, Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, top 41 thí sinh có thành tích nổi bật của cuộc thi sẽ bước vào đêm bán kết và chung kết. Ngày 21 tháng 6, đêm bán kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Trung tâm Sự kiện quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm bán kết, Hoa hậu Hoàng vũ top 41 sẽ trải qua các nội dung thi chính, bao gồm tự giới thiệu, hô tên, trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ hội và trang phục áo dài. Đặc biệt, đêm thi bán kết lần đầu sử dụng song ngữ, hai MC dẫn dắt là đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Khánh Vân và MC Đức Bảo. Trước thềm bán kết một ngày, các thí sinh đã nỗ lực tập luyện và tổng duyệt để mang đến phần thi hoành tráng, chỉnh chu nhất. Chương trình Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 có sân khấu được thiết kế ưu tiên mở rộng không gian đúng chuẩn Miss Universe, hỗ trợ thí sinh và các nghệ sĩ khai thác tối đa kỹ năng trình diễn, tỏa sáng và thăng hoa trong đêm bán kết. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đêm thi chung kết được dựa trên kết quả bán kết cùng quá trình tham gia của các thí sinh với các hoạt động chính thức của cuộc thi. Chúng tôi xin cập nhật kết quả các giải thưởng phụ tại đêm bán kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam như sau. Thí sinh thắng giải phụ Best Catwalk, Lê Hoàng Phương, số báo danh 316. Thí sinh thắng giải phụ Best English Skill, Lê Thảo Nhi, số báo danh 311. Thí sinh thắng giải phụ Best Introduction, Nguyễn Thị Hương Ly, số báo danh 343. Thí sinh thắng giải phụ Best Body, Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Thí sinh thắng giải phụ Best Interview, Nguyễn Thị Thanh Khoa, số báo danh 307. Và thí sinh chiến thắng giải phụ Best Face thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam, số báo danh 337. Bên cạnh đó, có các giải thưởng phụ, đại sứ sinh thái và môi trường thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Đại sứ du lịch Quỳnh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 245. Đại sứ vì cộng đồng Nguyễn Thị Lệ Nam, số báo danh 337. Đại sứ di sản văn hóa Nguyễn Thị Phương Thảo, số báo danh 686. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.